Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành ngày 7 tháng 10 năm 2022. Nghị quyết xác lập rõ vị thế, Đông Nam Bộ có vai trò vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở nhiều lĩnh vực của cả nước và hướng đến trở thành khu vực có tiềm lực kinh tế mạnh, là trung tâm khoa học công nghệ, logistics, trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới. Có nhiều nội dung đề cập đến phát triển kinh tế cảng biển và logistics, vì vậy Nghị quyết 24 mở ra nhiều cơ hội mới cho cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Quyết định 1579 của Chính phủ ban hành tháng 9 năm 2021 phê duyệt quy hoạch Cái Mép Thị Vải là một trong hai cảng đặc biệt trong hệ thống cảng biển Việt Nam. Dù được quy hoạch với vai trò vị thế quan trọng, song Cái Mép Thị Vải chưa có cơ chế đặc biệt để phát triển xứng tầm. Đến Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị ban hành mới đây tháng 10 năm 2022 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bà Rịa Vũng Tàu được xác định rõ phải phát triển thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, phát triển mạnh cảng biển, logistics, khai thác dầu khí, hóa dầu và du lịch, thì hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải mới thật sự có nền tảng đúng tầm để cất cánh. Bởi trong nghị quyết đề cập đến nhiều vấn đề và giải pháp xây dựng nền tảng này như thực hiện thí điểm những mô hình, cơ chế, chính sách vượt trội, cạnh tranh quốc tế cao, tạo đột phá nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vùng, hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ. Để có một trung tâm logistics thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới tại Bà Rịa Vũng Tàu, Nghị quyết 24 ưu tiên hàng đầu việc hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối như đường ven biển qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các tuyến vành đai quanh thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt đô thị kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa kết nối Biên Hòa với cụm cảng Cái Mép Thị Vải, cải tạo đặc cấp kỹ thuật đối với các tuyến luồng đường thủy nội địa, hình thành các cụm cảng phục vụ nhu cầu thu gom, giải tỏa hàng hóa cho các cảng biển lớn trong vùng. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xác định, những dự án giao thông kết nối chính là động lực, là đòn bẩy để Cái Mép Thị Vải phát huy ưu thế tiềm năng. Ở giai đoạn hiện tại, địa phương tập trung triển khai tuyến giao thông huyết mạch cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với hạn định khởi công vào tháng 4 năm 2023, chuẩn bị khởi công cầu Phước An vào cuối năm 2022. Ngoài ra, tỉnh cũng đang nỗ lực phối hợp thực hiện các dự án đường vành đai, trong đó đoạn đi qua tỉnh dài 18 km. Hơn 10 năm phát triển, cụm cảng Cái Mép Thị Vải đã trở thành một trong 23 khu cảng nước sâu trên thế giới có thể tiếp nhận được những cỡ tàu lớn nhất trên 250.000 tấn sức chở hơn 20.000 tiêu. Hiện Cái Mép Thị Vải là cụm cảng chính trên tuyến hàng hải đi châu Âu và nước Mỹ, được xếp thứ 11 trong tổng số 370 cảng container trên thế giới về chỉ số CBBI, chỉ số hoạt động cảng container, theo công bố của Ngân hàng Thế giới World Bank và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence vào tháng 5 năm 2022. Bảng xếp hạng này căn cứ trên tiêu chí thời gian tàu container cần để hoàn thành việc bốc và dỡ container tại một cảng trong suốt năm 2021. Việc Cái Mép Thị Vải được công nhận trong những top cảng khai thác hiệu quả nhất thế giới là một tin tốt và một sự minh chứng khẳng định cho cái thương hiệu của cụm cảng Cái Mép Thị Vải được xây dựng trong một thập niên. Hiệu quả đây có nhiều cái góc độ: hiệu quả về khai thác, hiệu quả về đầu tư và hiệu quả về cái năng lực phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các cơ quan, các cái bên tham gia vào cái việc một cái cụm cảng được khai thác. Năm 2022, tại khu vực Cái Mép Thị Vải, nhiều hãng tàu quốc tế đã khai thác thêm nhiều tuyến dịch vụ mới đi Mỹ, châu Âu và các nước châu Á.
Những tuyến dịch vụ này đã giúp hàng hóa xuất nhập khẩu từ cái mép thị vải đi thị trường thế giới một cách nhanh nhất với khoảng thời gian ngắn nhất. Khu vực cái mép thị vải hiện có 36 tuyến vận tải container quốc tế, trong đó 12 tuyến nội Á, 3 tuyến đi châu Âu, 21 tuyến đi châu Mỹ. Mới đây nhất, ngày 3 tháng 11, tại cảng TCAT đã tiếp nhận thành công tàu mẹ One 2A07 là tàu container thuộc đội tàu lớn nhất với sức chở 13.100 TEU của hãng tàu One 2 Đài Loan thuộc tuyến dịch vụ AA3 kết nối Việt Nam và các cảng lớn của Mỹ. One 2 vô cùng coi trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại Việt Nam, thị trường lớn nhất Đông Nam Á của hãng. Chúng tôi hy vọng hãng không chỉ đứng đầu tại tuyến vận tải nội Á, mà còn trở thành đơn vị chuyên chở hàng đầu được tin cậy trong ngành vận tải biển. Doanh nghiệp cảng tại khu vực cái mép thị vải ngay từ khi đi vào hoạt động đã hoạch định chiến lược phát triển đường dài để khẳng định vị thế của cụm cảng cái mép thị vải hướng đến cạnh tranh quốc tế. Đó là chiến lược về phát triển con người, về trang thiết bị và công nghệ, bắt kịp xu thế phát triển của ngành vận tải biển thế giới ở từng giai đoạn. Đáp ứng xu thế đội tàu lớn của thế giới, các trang thiết bị ở các cảng tại khu vực cái mép thị vải được đầu tư và bổ sung ngày càng hiện đại với sức vươn ngày càng lớn để có thể xếp dỡ container cho những siêu tàu. Đáp ứng xu thế phát triển theo hướng công nghệ xanh, các doanh nghiệp cảng chú trọng ứng dụng công nghệ mới, nỗ lực thay thế và sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch thay vì dầu diesel để giảm thiểu tác động khí hậu. Và năm 2021, cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép TCAT, công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với hãng tàu MOL của Nhật Bản, tập đoàn Hanjin của Hàn Quốc và hãng tàu One 2 của Đài Loan, vinh dự đón nhận giải thưởng Cảng Xanh 2020 do Hội đồng Mạng lưới Dịch vụ Cảng ABET trao tặng. Cảng đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hoàn toàn được hoạt động bằng điện như cầu bờ, cầu bãi, giúp giảm thiểu khí thải thay vì hoạt động bằng dầu diesel. Ngoài ra, chúng tôi liên tục đổi mới các công nghệ thống giao hàng điện tử, thanh toán điện tử để giúp cho giảm chi phí đi lại, thời gian của khách hàng. Ngoài ra, đối với đơn vị, chúng tôi cũng không ngừng nâng cao năng suất giải phóng tàu, năng suất lao động, giảm thiểu các tác động xấu đến với cái môi trường, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tự nhiên nhằm nâng cao hơn những hiệu quả hoạt động và bảo vệ môi trường, thay thế sử dụng bóng đèn LED trên toàn bộ hệ thống cầu bờ của bãi, cũng như hoặc một loạt những cái trang thiết bị mới để theo tiêu chí cảng xanh. Cảng Chemelin liên doanh giữa tập đoàn Chemadep và Terminal Link của Pháp, cảng nước sâu hiện đại có công suất lớn nhất cả nước, gần 3 triệu TEU. Ngay từ khi đi vào hoạt động tại cái mép thị vải vào năm 2021 đã chủ trương chuyển đổi số, xây dựng cảng theo mô hình cảng xanh hiện đại và cảng thông minh. Dàn 24 cẩu IRTG của Thụy Điển sử dụng 100% điện lưới, được vận hành bán tự động, tích hợp công nghệ kiểm soát linh hoạt và cabin điều khiển thông minh cùng hệ thống DGBS kết hợp đồng bộ với phần mềm quản lý cảng Castos hiện đại. Zimmerling áp dụng công nghệ cảng thông minh Smartport với các dịch vụ bao gồm đăng ký lệnh trực tuyến, thanh toán trực tiếp, chứng từ điện tử IDO eGate, tra cứu dữ liệu tích hợp đa cảng trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa chi phí cho khách hàng. Đón nhận cơ hội mới từ Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để trở thành hệ thống cảng cùng trung tâm logistics thuộc nhóm đầu của khu vực của thế giới ở ngày mai, đón đưa an toàn hiệu quả những chuyến tàu xuyên đại dương kết nối mọi bến bờ. Hình ảnh một Bà Rịa Vũng Tàu giàu tiềm năng, giàu bản sắc theo đó mà cũng lan tỏa đến muôn phương.